Hello, 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 hello everybody. Hôm nay Mỹ Vân đưa các bạn đi tới một cái chỗ này ăn gọi là sen Nam Bộ. Ở cái chỗ này bạt ngàn là sen luôn và ăn theo đúng kiểu miền quê nhá. Các bạn đi cùng với Mỹ Vân nhá. Và hôm nay bạn nào mà mới vào kênh của Mỹ Vân xem lần đầu tiên thì cảm ơn các bạn rất nhiều đã cho Mỹ Vân một views. Và bạn nào mà đã trung thành xem every cái video của Mỹ Vân thì cũng thank you so much. Thank you, thank you. Ok, let's go. Mỹ Vân cũng chỉ nghe đồn là cái quán này nó có nhiều sen đẹp thôi chứ cũng chưa bao giờ tới. Bây giờ mình đi vào xem là nó có đúng như lời đồn không ha. Thấy cũng vui vui này, các bạn có mấy cái lồng đèn nè ha. Là thấy Việt Nam rồi nè. Chim đi. Ôi trời ơi, một con chim bồ câu này, ok. Dễ thương ha các bạn. À, duyệt, khúc vào cổng là ok nè. Trái cây nè, bày biện. À, trời nghe nhạc là sập xình này. Hay ha, được, 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 duyệt. Duyệt, duyệt. Rồi mấy cái gánh bưng bưng này. Gánh chuối, gánh tre nè. Nói chung là mới bước vào là duyệt về cái lúc mà decoration ban đầu. Bây giờ mình vào xem bên trong thế nào ha các bạn. Dễ. Trời ơi, tôi tưởng là tôi đi về quê ngoại không nữa các bạn. Chim vịt trời nè, vịt trời nhá. Trời ơi, bát nó về đây tội nghiệp nó quá chừng luôn nè. Nó bay ở ngoài kia đó mà bát nó rơi đây nè. Đó là mấy con vịt trời ha. Bây giờ mấy em này mặc áo bà ba xinh quá, đi qua bên này coi đang nướng cái gì ở bên này. Em ơi, em nướng cái gì vậy em? À, trời ơi, tôm nướng này nhảy đi đùng ở trên cái lửa nữa chứ. Dễ thương, cảm ơn em. Cảnh sông nước là đẹp này. Ở đây có mấy cái nhà chòi này các bạn. Dễ thương quá chừng luôn nè. Mỗi một cái chỗ ăn uống là mình ngồi trên chòi giống như vậy. Rồi kế bên những cái hồ sen. So beautiful. Rồi. À, Mỹ Vân đi tới cái chòi này rồi. Hello, hello mọi người. Đây ạ, à, đây là gia đình em ngày hôm nay. Hello. Dạ. Trời ơi. Hello anh, em nhìn thấy anh ngồi gần một cái đĩa đồ ăn nhất cho nên em sẽ phỏng vấn anh. Anh ơi, em được anh Long giới thiệu cái quán này rất là ngon. Nhưng mà em nghĩ chắc anh ở đây thì anh dành hơn rồi. Nên là anh có thể giới thiệu cho mọi người trên cái kênh YouTube của em biết là cái quán này nó ẩm thực của nó là chủ yếu là về cái gì được không ạ? Ok, chào em nha, chào mọi người nha. Thì ở đấy á, thì đặt biển hiệu là quán sen Nam Bộ. Dạ. À, thì quán sen Nam Bộ thì ở đấy nó có đặc thù cả cái món ăn của mình Đông Nam Bộ. Dạ. Thì ví dụ như em này, những món ăn rất là dân dã. Còn có sen nè. À, còn có sen, rồi cái cá lóng tong chiên giòn, cá linh rồi cá linh đầu mùa chiên đó mời cho mọi người thưởng thức. Đây là cái này mới đầy đủ nè. Đấy, có thể so với người khác nó không ngon, so với người khác nó không ngon, nhưng mà đấy là cái món ăn đặc thù của dân miền Đông Nam Bộ. Bình thường các bạn thấy là khi mà ăn ăn gỏi thôi thì mình không có nghe được, khi mà nói về từng cái chi tiết một, từng cái detail một thì mình không có cảm nhận được đúng không? Nhưng mà khi mà vừa ăn xong vừa nghe anh nói về từng cái thân sen, lá sen rồi đủ thứ hết thì mình feel lên là trời, ăn nó so good luôn các bạn. Đúng. Bây rồi. Giờ để Mỹ Vân thử qua cái món này nhá. Thôi em uống một lên nha. Ok, uống cái xong rồi. Giới thiệu tiếp. Chính viên hả vậy? Chừng nào? Chừng về. Nước đến ngon. Trên này làm cái gì chút chút này đấy. Không sao em, thực sự mình cái nào điều tốt mà. Điều tốt mà.
Khi mà ngồi ăn xong rồi cái view mà nhìn ra hồ sen so beautiful. Cũng phải anh chị em từ giờ mới nhận cuộc sống này. Đẹp lắm các bạn. Anh thấy việc đó là việc đúng mà. Quanh cái khu nhà tròi này đẹp ha, so dễ thương luôn. Đây là quang cảnh xung quanh này, mình đi ha các bạn, đi bỏ đi với chị. Với những cái làn gió mát rồi cái hương thơm của cây bút sen nó lên, cảm giác nó so relax luôn các bạn, rất là thích. Về Sài Gòn cũng lâu rồi nha, mà toàn là đi vào trong những cái restaurant mà ngồi trong nhà đó, tại vì mọi người bạn của Mỹ Vân cũng từ Pháp rồi từ Mỹ về không biết được những cái nơi này, nhưng mà ngày hôm nay Mỹ Vân được người bản xứ ở đây dắt tới cái chỗ này so beautiful các bạn, đẹp quá trời luôn ạ. À, đồ ăn có ăn thử rồi rất là ngon nha, gọi ngó sen nè, rồi cá linh nè, nó nhỏ xíu xíu à mà chiên giòn cũng so ngon luôn các bạn. Mỹ Vân nhìn cái menu nó cũng không có quá mất tiền, một xíu nó tính tiền bao nhiêu sẽ show lên cho các bạn xem ha. Bây giờ mình đi một vòng mình coi xem cái hồ sen nó có những cái gì. Mỹ Vân để lại cái địa chỉ để cho bạn nào mà đi tới đây có thể chụp hình cưới nè nhá. Ở trong này nó cho chụp hình cưới rồi mặc những cái bộ áo yếm nè, rồi những cái bộ mà áo dài luôn, so beautiful, đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp quá trời luôn ạ. Bây giờ Mỹ Vân sẽ đưa các bạn đi một vòng để xem khung cảnh ở đây nó thế nào nha. Ở đây cũng có câu cá luôn nha các bạn. Nguyên một cái hồ sen nó rộng mà không biết họ sao chăm chút làm sao mà sen quanh năm luôn. Rồi cây cầu đang yếu không có đứng tập trung. Ôi nhìn cái bút sen này so beautiful luôn, trời, quá đẹp luôn. Trời ơi, trời ơi, mình yêu sen lắm luôn các bạn ơi, yêu lắm yêu lắm. Các bạn nhìn cái nhà chòi nó mang đậm chất của Việt Nam ha, của vùng quê, nên mình không phải đi đâu quá xa. Ở ngay trong trung tâm thành phố, đây là quận 9. Đẹp quá trời luôn à. Mình sẽ ra đây làm một cái MV hay là đóng phim gì ở đây thôi. Đây là khu vực dưới bếp đang chuẩn bị đồ ăn này các bạn. Đây là quả gì vậy em? À, đây là trái cà na. Các em đang làm. Đây là em trang trí cắt lá chuối này. Dễ thương ha. Cái này để mình đựng đồ ăn phải không em? Cá tươi sống nha, một con cá bự quá chừng bự luôn nè.
chép nè. Phải cá chép không em? Nhiều loại cá ở đây nè. Đây là con lươn. Đây là con gì vậy em? Con này là gà rừng hả? Ủa nó không phải gà bình thường đâu. À, Mỹ Vân hy vọng là các bạn sẽ thích những cái video Mỹ Vân làm. Vì thật ra khi mà Mỹ Vân làm, Mỹ Vân cũng rất thích rồi. Nhìn thấy đồng quê mình thấy trời ơi xô thích quá đi à. Đây gà đây có sẵn mà con gà này không phải gà bình thường đâu các bạn ơi. Gà loại gì á? Đây, bên hoa đây. Cái đồ chụp ở đâu ra? Các bạn thấy cái nhà hàng này có ổn không ạ? Mỹ Vân là duyệt rồi đó. Cho nên là cứ tiệc tùng gì đấy Mỹ Vân sẽ đi đến chỗ này. Đẹp quá, làm được một bộ hình rất là đẹp. Đi về Việt Nam Mỹ Vân sẽ đi qua từng cái vùng miền và mỗi một cái vùng miền Mỹ Vân sẽ quay lại để cho các bạn có thêm những cái kinh nghiệm. Tại vì ăn ở chỗ nào ngon hay là dở Mỹ Vân cũng sẽ nói cho các bạn biết. Tại vì tránh cái trường hợp là mình đi tới rồi mình lại mất thời gian của mình, rồi mất tiền, mất bạc nữa mà đến nó ăn không ngon hoặc là ở nó không có vui. Thì các bạn cứ đi vào kênh YouTube Mỹ Vân Canada, các bạn sẽ có more idea để chọn cho mình là nên ăn ở đâu, ở hotel nào và nên đi du lịch ở khu vực nào. Ha các bạn. Thì bây giờ Mỹ Vân so happy là cái lượt subscribe của Mỹ Vân đã lên trên hơn 1000. Và bây giờ YouTube nó mở ra, trời ơi, nó mở rộng hơn nữa. Cho nên là cái lượt views, rồi lượt subscribe nó tăng more, nó faster, là Mỹ Vân so happy luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Nhiều lắm, xin đa tạ và cố gắng like và share và comment nhiều một chút để cho cái kênh của Mỹ Vân được lên popular. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi đến kênh Mỹ Vân Canada. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp. Thank you, bye.